Lúc đó mấy anh đó đang si mê với mấy bà già với bà già nó cũng không tha luôn đó ở dưới tàu mình gần nít con đứa phụ thấy thì có 12-13 tuổi à. Mà má nó ôm dịch nó lại kiểu nào á, thằng Hải Hải Lan nó cũng cắt ra kéo đi để mà làm bậy bạ, thì nói chung nó không có thừa chừa ai hết. Cái vụ mình còn những cái người thanh niên mình á với sư phụ đó bị nhốt ở trước mũi của chiếc tàu của nó, tụi nó làm bậy bạ mà không dám làm bậy bạ trên tàu nó nghe, làm bậy bạ trên tàu mình không à. Rồi cái nó cải đóng thằng đó không còn nào ở trong cabin của nó hết, còn mình thì nhốt ở trước mũi. Mà từ trước mũi tàu nó mà ai mà gan dám bò vô trong cabin của nó, không thấy tàu nó bự lắm á, tàu nó bự bằng từ đây cỡ tới Rolando vậy đó, chiếc khủng lồ nó 3 tầng lầu á, tàu Thái Lan. Thời đó Việt Nam mình kỹ thuật đóng tàu dở dở nó nhiều lắm. Không thấy sư phụ mới canh, vừa canh mà vừa ngó vào coi có thằng nào nó làm ăn xong mà nó nhảy lên nó thấy sư phụ bò bò vô cabin nó chắc nó cũng đá thù dân xuống biển liền á. Mà tụi nó không có vũ khí, nó xài toàn là dao với mấy cái móc nước đá thôi, mà nó lụi bên thiệt đó không, đầu nhọn đó hả. Vô một mình bò vô bon tàu tụi nó lên tới trên lầu 3 luôn, lục tí kiếm cái la bàn. Tại tụi nó đang si mê, nó không có để ý. Mà thù nhỏ nữa, thì thù cũng biết tính. Thí dụ như nó mà có lên á, thì thù biết thì nó cũng phải đi tắm, rồi nó cũng phải đi từ cửa sau. Thì thù cũng lòng lòng trở về chỗ cũ của mình. Chỗ cũ của mình là nó nhốt mình ở trước mũi. Vậy mà tiền không ra cái la bàn. Xong cái nói với mấy bác, cậu con tìm hết rồi, không gặp cái la, không thấy cái la bàn. Dù có chui vô một lần. Sau đó thì cái đó là ai cũng muốn chết à. Nó không có thả đâu. Ví dụ như một thằng nó xong, cái nó gọi CB á, nó kêu người khác tới. Cái hết chiếc đó xong một ngàn đêm, cái thằng đó nó giống như mình con mồi vậy đó. Xong rồi nó trước khi nó hạ hơi đi, cái nó gọi CB chiếc khác tới. Mà ba gần 7 ngày 7 đêm biết bao nhiêu chiếc tới. Nghĩa là thằng này xong nữa gọi chiếc cái tới, nó tiếp tục vậy. Rồi đến chiếc cuối cùng rồi là mấy bà nữ tính dục xuống biển hết, tháo vai còn sống hỏng. Là coi như là cái xác không hồn rồi. Cái nó thấy không được, cái bắt đầu nó đụng với chim đó. Xong cái chiếc cuối cùng á, nó không có gọi bạn nó tới nữa, là đã 7 ngày 7 đêm bị như vậy rồi. Thì cũng biết bao lâu rồi. Đâu rồi nó sẵn tới nghe. Nó cho mình ăn quậy cuối cùng, nó ô tụi mày cũng là sắp đi chầu Diêm Vương hết rồi. Nó cho mày đi lẹ. Nó để chiếc tàu nhỏ của mình lắc lắc vậy nè, đâu có chạy đâu được. Rồi từ ở xa nó nhắm hết ga. Tàu nó lớn mà máy nó mà hai máy mạnh lắm, máy máy gì biết mà khủng khiếp. Nó chạy một cái là sóng ào lên, là nó sóng trời chìm á, chìm trong họt á. Mà nó canh ngay giữa cho nó không có canh cái mũi hay cái đuôi gì chứ, nó canh ngay giữa để nó sắn ngang cái đứt ngang vậy đó. Mỗi lần nó sắn một cái, tự nhiên giống như có bàn tay của ai vậy đó đưa chiếc tàu ra xa. Thì chiếc tàu ra xa thì cái chết nó chạy lẹ quá, thì giống như cái lá vậy đó. Rồi bắt đầu chiếc tàu bị bước vô cái nửa tàu, cái bên này quảng hồn tát ra. Thì cái chết của nó chạy cũng rất là mạnh, thì nó chạy cũng hút xong cái bắt đầu nó quay đầu lại. Nó quay đầu lại, nó chạy cỡ chừng 1-2 ngàn feet vậy đó. Nó quay đầu là 3 ngàn feet vậy đó. Nó quay đầu lại, nó khói đen xịt lên, hụ hết ra, sắn tiếp. Lần thứ nhì nó sắn là chích cha rồi, lần đầu nó sắn mình không là xém chết. Thì lần thứ nhì là không có cách nào là thoát khỏi tử thần hết. Rồi lần thứ nhì nó sắn vô tàu cho mà cũng y chang, gần tới nó tự nhiên, nó gần tới đó nha. Như từ đây tới cửa của mình vậy đó,
là như có bàn tay nào đưa chiếc tàu phù sa ra sẵn hụt. Chiếc tàu không có máy, nó đập bể nát cái máy của tàu phù rồi, thì làm sao mà nhúc nhích được? Cũng giống như là con cá cá chết rồi đó. Vậy mà nó thằng nãy lái dở thiệt, là không hai lần sáng hụt là nó cũng nóng máu nữa. Đó mình tưởng đâu là mình bỏ đi luôn, nhưng mà nó quầy tới quầy lui là cũng cỡ 20-30 phút, một lần sáng đi là 15-20 phút, quay ngược lại cái là cũng 15-20 phút đúng không, là cũng cả nửa tiếng này mà hai lần là hụt rồi. Cái này cũng chạy hút cái đầu quay, nó quay đầu lại chích xa, thấy nó quay đầu lại là lần thứ ba chắc mình xong mình nhức bát tam rồi đó, nó xịt khói đen lên nữa làm cái nữa, rồi cái cuối cùng nó làm mà nữa thắng cái nữa cũng y chang. Có một cái bàn tay nào đưa chiếc tàu cho phụ giặt ra cũng nước vô, nó tại sóng nó mạnh quá, tàu mình nhỏ quá nó lắc. Dạ thì xong lần này đi luôn rồi, thấy nó đi luôn mà thấy cái làn khói của nó từ từ nhỏ nhỏ đó là mình mới biết là nó không quay lại, là mừng mừng được cái đó. Nhưng mà làm sao mà sống, tàu rồi máy thì hư, nước thì vô, đàn ông thì buồn rầu tại vì vô dụng rồi, không có máy, không có nổ thì không có dằn, không có gì hết, làm sao rồi đi. Còn phụ nữ thì nằm khóc hưa la hết, đau đớn quá trời luôn, máu đổ tùm lum ở trong bon tàu, tát nước ra khỏi tàu là máu nó chung với cái nước mình tát ra hồng hồng, không biết máu đâu ra nữa.